Đây là hình ảnh xung đột giao thông chúng tôi ghi nhận tại khu vực dưới chân cầu Cái Cá hướng về phường 2, thành phố Vĩnh Long. Dẫu đã có bảng cấm rẽ nhưng phương tiện vẫn không tuân thủ và đi như thế này, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. Được biết, trước đây bến khách ngang sông này đặt ở phường 1. Do sạt lở, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã quyết định di dời bến khách về bờ kè phường 2, xóm Chài, xóm 4. Qua ghi nhận, mỗi chuyến phà cập bến, chỉ một vài phương tiện như xe máy đi đường xóm Chài ra dòng xoay Long Châu, còn lại phần lớn đi hướng ra cầu Cái Cá. Tại đây, thay vì rẽ phải theo quy định, thì phần lớn phương tiện chọn hướng băng ngang dưới chân cầu Cái Cá để đi về hướng cầu lộ, vô tình tạo ra xung đột với phương tiện từ cầu Cái Cá đổ xuống. Nhiều người dân sinh sống quanh khu vực này cho biết đã có những trường hợp phương tiện va chạm. Qua đây cũng kiến nghị ngành chức năng sớm có phương án điều tiết giao thông tại khu vực này nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại.